Chào mừng anh em quay lại với clip mới của mình. Thì hôm nay mình đi rừng hái rau. Mình đi hái rau lá biếc này. Đây, trên này đặc sản, cái này là người ta rất ưa cái này luôn. Người dân đồng bào ở đây người ta rất là thích cái lá biếc này. Ở đây rất là nhiều người đi hái rồi. Hôm nay đi hái được một ít nè. Thì sẵn để mình quay cho anh em xem luôn. Đây là cái lô ô. Ô, này cái khô rồi. Đấy, màu xanh xanh đó. Thì trong cái clip trước mình có nhắc tới là mấy cái cây này nè, mình đốt nó nổ rất là to. Đây là cái ống nó to. Đây, cái to. Đây là mình thấy cái cắm này có người chặt này. Đó. Thì cái lỗ nó như vậy nè. Đây mà cái mắt nó còn nữa hả? Cái mắt nó còn. Thì khi mình đốt nước ra nó nổ rất là lớn. Còn cái kia là mình đốt cây mấy cái le nhỏ tầm này là nổ rất là nhỏ. Thì sẵn đây là mình đi hái rau, mình thấy cái mấy cái măng, mình hái măng luôn. Thì thông thường thì hái măng nhú lên rất thấp gì rồi. Rồi là mình cái măng này nè, nó muốn thành cái cây cao. Cái này phải tầm 4 mét, nhưng mà nó vẫn còn cái măng đó, măng rất là to luôn. Thì nếu mà người ta hái kịp á thì nó lên khoảng tầm khúc trên này là người ta hái rồi, nhưng lên trong rừng nên nó cao quá mình vẫn còn lấy được cái khúc đọt. Mình sẽ lấy luôn rồi mình cứ đem dao mình chặt, mình sẽ đào nhảy đấy. Nếu mà đạt được 3 cái, đây còn 2 cái đây lấy luôn. Măng lỗ thì ăn cũng rất là ngon nha. Măng lộ, măng le, măng tre. Nói chung là mấy cái măng loại thuộc và họ tre là ăn được hết. Cao hơn nè. Mình tính lấy măng cao cho mình luôn. Để sáng cho mình xem. Nhưng mà nó cao lắm rồi. Mình đạp như thế này nó sẽ rớt cái măng xuống đây. Măng mà nó ngã gì? Cây không thụ vậy. Tiếng không. Cầm mình làm chắc hơi lắc. Cái đó còn cái to nữa nè. Như là thấy sao biết mà lá biết ít quá. Thì mình thấy măng thôi. Trời ơi, sao mình đập măng nè. Okay.
Ok, thì anh em thấy clip chia sẻ hay thì nhớ đăng ký like ủng hộ kênh của mình nha. Nên là mình chia sẻ anh em một xíu cuộc sống thôi. Thì hẹn anh em những clip khác nữa nha. Bye bye.